Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về bài luận tử vi trọn đời nữ mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 và năm 2028. Trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Mậu Thân, nữ mạng. Cung cấn, mạng, đại trạch thổ, tức đất nhà lớn. Xương con khỉ, tướng tinh, con lạc đà. Phật bà Quan Âm, độ mạng. Về phần tổng quan, Mậu Thân cung cấn xấu nàng, mạng thổ đất lớn nhiều người tài cao, thuận sinh hình tức sủ mùi, tỵ ngọ 6 tháng đặng mai thanh nhàn, thu đông sinh gái là nàng, mùa xuân cũng lỗi sinh nàng cực thân, số cô chết hụt đôi lần, chớ ở gian xảo thế mà chẳng qua. Răng lo tích đức tu thân, về sau mới được an nhàn tấm thân. Số phải thay đổi nợ duyên, chồng sau mới được phi quyền yến anh. Tuổi nhỏ chẳng đặng yên lành, trở về hậu vận mới hồng yên thân. Nếu lòng tin tưởng Phật trời, ngày sau con cháu một đời vinh quang. Về phần cuộc sống, tuổi Mậu Thân cuộc đời sung sướng và có nhiều hay đẹp, tiền vận có lao đao, hậu vận hơi có bị lo buồn, trung vận thì nhiều sung sướng và tốt đẹp. Về tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Mậu Thân chia ra làm 3 trường hợp như sau. Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì sẽ có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Nhưng nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời sẽ được hưởng hoàn toàn hạnh phúc trọn vẹn. Đó là nếu sinh vào những tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 11 âm lịch. Về phần gia đạo, công danh. Phần gia đạo được yên hòa. Phần công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Sự nghiệp được vững chắc vào số tuổi 40 trở đi. Tiền bạc có nhiều triển vọng tốt đẹp và có thừa khả năng trong cuộc sống. Sự nghiệp được vững chắc vào số tuổi 40 trở đi. Tiền bạc có nhiều triển vọng tốt đẹp và có thừa khả năng trong cuộc sống. Về những tuổi hợp làm ăn. Những tuổi này hợp với sự làm ăn của tuổi Mậu Thân. Đó là các tuổi Quý Sửu, Ất Mão và Kỷ Dậu. Về phần lựa chọn vợ chồng, nếu kết duyên với những tuổi này, bạn sẽ được một cuộc sống sang giàu. Đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Đây là những tuổi rất hợp với tuổi bạn trên mọi phương diện tình cảm cũng như tài lộc. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Thìn và Bính Ngọ. Nếu kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn có thể bị nghèo khổ và khó tạo được cơ nghiệp như ý muốn. Đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi Mậu Thân đồng tuổi và Giáp Dần.
Hai tuổi trên không hợp với tuổi bạn về đường tình duyên và cũng không hợp về cả đường tài lộc, nên sẽ nghèo khổ chật vật suốt cuộc đời. Những năm ở vào số tuổi này, bạn không nên kết hôn, vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên trong cuộc đời. Đó là những năm bạn ở vào số tuổi 26, 32, 38 và 44. Sinh vào những tháng này, số bạn có nhiều chồng. Đó là nếu bạn sinh vào những tháng. Tháng 1, tháng 2, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Về phần những tuổi đại kỵ, nếu kết duyên hay làm ăn với những tuổi sau đây, sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là bạn kết duyên với các tuổi Tân Hợi và Quý Hợi. Gặp tuổi đại kỵ trong vấn đề làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình thì phải cúng sao hẹn từng năm cho cả hai tuổi. Về vấn đề lương duyên thì nên tránh việc làm lễ hôn nhân hay ra mắt bà con thân tộc. Về phần ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Mậu Thân xuất hành vào những ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ thì hợp nhất trong suốt cuộc đời. Làm ăn việc gì cũng sẽ được thành công như ý muốn. Về phần những diễn tiến từng năm, từ 20 đến 25 tuổi, trong thời gian này gặp nhiều xui xẻo về vấn đề tình cảm, tài lộc gặp yếu kém, không được may mắn hay tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Từ 26 đến 30 tuổi, trong khoảng thời gian này, bạn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình cảm, cũng như về cuộc đời, cuộc sống có nhiều hay đẹp, sẽ thu được nhiều kết quả về tài lộc cũng như việc làm ăn. Từ năm 31 đến 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, bạn hay có quạnh tài, cuộc sống gặp nhiều, may ít rủi. Những năm này đi xa hay giao dịch về tiền bạc thì có nhiều tốt đẹp cho bạn. Từ năm 36 đến 40 tuổi, trong khoảng thời gian này nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về cuộc sống. Những năm này trong gia đình có nhiều lộn xộn, không được nhiều may mắn về tình cảm và tài lộc. Từ năm 41 đến 45 tuổi, trong khoảng thời gian sau đây, số bạn có triển vọng kết quả về tài lộc. Phần tình cảm và tiền bạc được phát đạt và có nhiều tốt đẹp trong cuộc đời. Trong khoảng thời gian này, có nhiều hay đẹp trong cuộc đời bạn. Từ 46 đến 50 tuổi, thời gian này nên sáng suốt và bình tĩnh, lái con thuyền gia đạo ra khỏi thắc mắc và thiếu hụt, thì may ra trong năm sắp tới mới có hy vọng tốt đẹp trong sự thành công về cuộc sống. Từ 51 đến 55 tuổi, thời gian này là thời gian có thể phát triển mạnh mẽ về vấn đề tài lộc cũng như về cuộc đời. Nếu có sáng suốt thì việc tạo lấy tiền bạc không mấy khó khăn, vì những năm này tuổi Mậu Thân có cơ hội phát triển về tài lộc cũng như về trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.